Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn lập trình về kit STM32F4 Discovery. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thuật toán mã hóa DES và 3DES. Thì điều đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một project sử dụng công cụ QMX. Thì ở đây mình đã tạo một project sẵn rồi. Thì chúng ta chỉ việc cấu hình cho chip chạy chế độ thạch bên ngoài vào mục Reset and Clock Control, không phải cấu hình một chân IO nào cả, bởi vì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thuật toán và chúng ta thuật toán mã hóa và chúng ta sẽ debug trực tiếp ở trên chip luôn, không cần một ngoại vi nào. Tiếp đến là chúng ta sẽ cấu hình cho chip chạy chế độ 168 MHz, đây là tốc độ tối đa chip có thể đạt được. Tiếp đến là chúng ta sẽ kích vào nút này để sinh code ra. Ở đây mình đã sinh code rồi nên là chúng ta sẽ tiến hành vào lập trình ngay. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái bài của chúng ta ngày hôm nay là bài 14 DES 3DES. Nó mình đã đi kèm một cái thư viện ở đây, thư viện DES 3DES.c và DES 3DES.h. Ở đây là chúng ta có hai file của thư viện đúng không ạ? Chúng ta cần phải add vào cái project của chúng ta bằng cách sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ gọi cái dòng include DES 3DES ở trong mục user code begin include này. Tiếp đến là các bạn chuột phải vào mục application user, các bạn chọn vào add existing file to group. Tiếp đến là các bạn kích mũi tên quay ngược lên và tìm đến cái thư mục incr. Đó, cái thư mục incr là cái thư mục mà các bạn đã copy hai cái file DES 3DES.h và DES 3DES.c. Ở đây các bạn chọn cái file DES 3DES.c và chấm và kích vào nút add. Sau khi add xong thì các bạn đã thấy một cái file DES 3DES.c ở trong mục application user. Như thế này thì các bạn sẽ include xong được một cái thư viện này. Thì ở đây là cái thư viện của chúng ta, đây có rất nhiều các hàm và rất nhiều chức năng. Thì mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái thư viện này. Thì điều đầu tiên là chúng ta cần ở thư viện này thì bao gồm hai cái loại hàm chức năng. Một là cái loại hàm cho việc mã hóa và giải mã DES. Hai là cái hàm phục vụ cho việc mã hóa và giải mã DES 3DES. Thì ở đây để bắt đầu thì chúng ta sẽ đi vào tiến hành lập trình ngay. Thì điều đầu tiên ý, mình sẽ làm một cái ví dụ mã hóa và giải mã với DES. Mình có chú thích ở đây là DES Encrypt và Decrypt. Thì điều đầu tiên chúng ta phải khởi tạo cái chu trình key của nó. Thì chúng ta gọi cái hàm là key scheduler. Chúng ta truyền vào cái key 1. Key 1 ở đây thì mình đã khai báo là một cái mảng có 8 phần tử. Key ở đây các bạn có thể đặt tùy thích, nhớ là nó phải là 8 phần tử. Ở đây mình đặt là từ 0 đến 7. Tiếp đến là các bạn truyền vào cái mảng của nó, mảng là scheduler. Ở đây là mình đã khai báo một cái mảng rồi, nó là một mảng 2 chiều 16 x 6. Tiếp đến là các bạn chọn kiểu mã hóa hay giải mã. Thì cái mã hóa hay giải mã này nó đã định nghĩa ở bên DES 3DES.h rồi, các bạn chỉ việc sang bên này và các bạn có thể nhìn thấy ngay. Đó, nó nếu mà là mã hóa thì nó có giá trị bằng 1, còn nếu mà giải mã thì nó có giá trị bằng 0. Đây chỉ là một cái định nghĩa thôi. Thì ở đây các bạn sẽ chọn là mã hóa này. Sau khi khởi tạo cái chương trình key này thì các bạn sẽ gọi cái hàm mã hóa của nó là descript. Các bạn truyền vào dữ liệu cần mã hóa ở đây của mình là cái mảng mydata1 của mình thì có giá trị là 8 phân tử. Có các giá trị là 11223344567788 như thế này. Sau khi mã hóa xong thì mình sẽ lưu cái kết quả mã hóa vào trong một cái mảng khác, mình đặt tên là encrypt a1 cũng có 8 phân tử. Đó, thì ở đây là các bạn đã nhìn thấy này. Truyền vào là mydata này. Dữ liệu sau khi mã hóa là biến encrypt a1 này, truyền vào cái chu trình key của nó là scheduler này. Đó, như thế này là các bạn đã mã hóa xong đúng không ạ? Thì tiếp đến là để tiến hành giải mã cái dữ liệu các bạn vừa mã hóa để xem là cái dữ liệu giải mã nó có đúng với cái dữ liệu ban đầu không. Thì các bạn lại khởi tạo một cái chu trình key, các bạn truyền vào vẫn là cái key 1 đó, vẫn là cái scheduler đó, và bây giờ các bạn chọn đó là cái chế độ là giải mã, chọn là decrypt. Tiếp đến là các bạn tiến hành gọi cái hàm crypt của nó, thì các bạn truyền vào cái dữ liệu cần giải mã ấy, thì nó chính là cái dữ liệu đầu ra của mã hóa lúc nãy đúng không ạ? Thì các bạn truyền vào nó cái mảng encrypt a1. Tiếp đến là cái dữ liệu sau khi đã giải mã xong thì các bạn cho nó vào cái mảng decrypt a1. Decrypt a1 thì mình cũng đã khai báo ở trên này, cũng là 8 phần tử thôi. Nó thuộc cái hàng này là của bọn DES
Còn cái hàng dưới này là của mã hóa 3D. Như thế này là đã xong đúng không ạ? Các bạn truyền vào một cái scheduler ở đây thì cũng đã xong. Tiếp đến là chúng ta sẽ sang cái phần mã hóa và giải mã sử dụng thuật toán 3D. Thì ở đây cái 3D này nó có khác một chút là cái key của nó sẽ có độ dài gấp 3 lần cái key của thuật toán mã hóa DES. Thì ở đây mình gọi cái hàm là 3D key scheduler. Ở đây thì các bạn sẽ truyền vào là cái 3K1. Cái 3K1 thì mình khai báo ở đây nó có độ dài là 24. Các bạn nhìn cái key 1 có độ dài là 8 thôi, còn cái 3K1 có độ dài là 24, tức là nó gấp 3 lần lên. Cái key này các bạn cũng đặt tùy ý cho mình. Tiếp đến một cái mảng tên là 3Scheduler. Ở đây các bạn cũng thấy là Scheduler của chúng ta ở trên có là một mảng 2 chiều 16x6. Thì bây giờ sang đây nó là mảng 3 chiều cũng 16x6. Đó, được chưa? Thì các bạn sẽ truyền vào đây là key 1 này, 3Scheduler này. Bây giờ là mã hóa đúng không? Thì các bạn chọn là Encrypt. Tiếp đến là để gọi cái hàm mã hóa thì các bạn sẽ gọi cái hàm 3Descript này. Dữ liệu mã hóa của mình là MyData2. MyData2 cũng là một mảng 8 phân tử thôi. Mình đặt dữ liệu nó khác đi một chút là 001122 123 231 22 289. Tiếp đến cái dữ liệu đầu ra sau khi mã hóa xong thì mình sẽ cho nó vào cái mảng Encrypt out2. Và dữ liệu sau khi đã được giải mã xong thì mình lại cho vào cái mảng Decrypt out2. Như thế này là chúng ta đã lập trình xong. Thì ở đây bây giờ mình sẽ biên dịch chương trình bằng phím F7 và đã không có lỗi. Bây giờ mình sẽ cắm cái kit của mình vào và chọn cái option này. Các bạn nhớ tích vào cái mục debug và chọn cho mình cái flash download là reset and run như thế này. Tiếp đến chúng ta sẽ đi vào chế độ debug. Ở đây mình sẽ muốn theo dõi tất cả các cái mảng nào liên quan đến việc mã hóa và giải mã. Thì ở đây các bạn có nhìn thấy là mình đã cho vào rất nhiều các dữ liệu đúng không ạ? MyData 1 này, Encrypt A1 chính là dữ liệu sau khi đã mã hóa của thằng MyData. Còn thằng Decrypt này là cái dữ liệu giải mã của thằng Encrypt này. Nếu mà cái Decrypt này mà giống với MyData thì chứng tỏ việc giải mã và mã hóa của chúng ta đã thành công đúng không ạ? Tương tự như vậy, cái mảng MyData 2, Encrypt AO2 và Decrypt AO2 là dành cho thuật toán 3D. Thì ở đây các bạn add cái ý vào bằng cách là bôi đen này, sau đó chuột phải chọn add MyData to what1. Đó, các bạn làm tương tự với các biến còn lại. Được chưa? Bây giờ thì mình sẽ kích vào cái nút sổ này để xem tất cả các kết quả của nó. Thì điều đầu tiên là các bạn có thể thấy là dữ liệu ban đầu của chúng ta ấy, thì chỉ có là MyData là có dữ liệu thôi. Các cái biến out này, biến decrypt này là chưa có đúng không ạ? Với cả cái mảng MyData 2 nữa là có dữ liệu. Thì bây giờ mình sẽ để một cái breakpoint ở vòng while1 thì sẽ cho nó dừng lại ở đây. Và mình sẽ kích vào nút run luôn. Đây, chương trình nó đang dừng ở đây này. Bây giờ mình sẽ kích vào nút run bằng phím tắt F5. Đó, thì bây giờ các bạn đã thấy là dữ liệu của mình đã thay đổi đúng không ạ? Đó, thì các bạn đây có thể nhìn thấy này, dữ liệu sau khi mã hóa thì nó ra một cái chuỗi như thế này, còn dữ liệu sau khi giải mã nó ra đúng cái kết quả giống với như cái dữ liệu MyData 1. Đó, ba cái cụm này là của thuật toán DES. Đó, các bạn thấy dữ liệu giống chưa? Mảng 0 có giá trị là 11, phần tử thứ 1 có giá trị là 22. Đó, như vậy. Còn đây là ba cái mảng dưới này là dành cho thuật toán 3DES. Đó, các bạn thấy là dữ liệu là cũng đã mã hóa thì nó ra các cái số ngẫu nhiên như thế này. Còn sau khi giải mã xong thì nó lại quay trở về dữ liệu như ban đầu đúng chưa? Đó. Thì như thế này là các bạn đã tiến hành thành công việc lập trình sử dụng cái thư viện mã hóa và giải mã sử dụng cái thuật toán DES hoặc là 3DES. Thì bài hướng dẫn của mình sẽ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài sau.